Công an truy tìm Diễm My, người mẹ bật khóc, đó là hy vọng cuối cùng. Một chiều tháng 5 năm 2022, tiếp đón phóng viên tại ngôi nhà riêng ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, bà Đoàn Thị Tuyết Mai không khỏi nghẹn ngào khi nhận thông báo về quyết định truy tìm Diễm My của Công an tỉnh Long An. Nhớ lại quãng thời gian 2 năm trời ròng rã, chưa bao giờ bà ngừng hy vọng được gặp lại con. Giờ đây tôi chỉ mong lực lượng chức năng sẽ hỗ trợ tìm ra con bé. Bởi tôi biết, ngoài công an không ai có thể giúp đỡ gia đình thêm được nữa, bà Mai nói. Kể lại đầu đuôi câu chuyện, bà Mai nói, năm 2019 Diễm My tình cờ quen biết bà Cao Thị Cúc và một số người cư ngụ tại tỉnh Thất Bồng Lai. Sau đó, những người này thường xuyên gọi điện cho Diễm My, rủ về tỉnh Thất Bồng Lai học giáo lý 3 ngày trong tuần. Từ khi Diễm My kết giao tỉnh Thất Bồng Lai, nhiều sự bất thường. Con bé tin vào những điều viển vông, bỏ cả chuyến du học mà chúng tôi đã chuẩn bị từ trước. My nói rằng tại đó có những chú tiểu hát hay, toàn người tài năng. Khi My tu tập đắc đạo sẽ dẫn mẹ theo. Tôi không thể nhận ra con bé nữa, nó thay đổi hoàn toàn. Bà Mai lắc đầu ngao ngán. Diễm My không ít lần bỏ nhà để được đi tu tập. Đỉnh điểm là vào tháng 6 năm 2020, bà Mai dẫn con gái đến một trường đại học để làm thủ tục. Diễm My đã vụt tay mẹ rồi bỏ chạy. Kể từ đó, thông tin về Diễm My cứ mờ dần, gia đình không hề biết tung tích con ở đâu. Tôi không đong đếm được bao nhiêu công sức tiền bạc để đi tìm Diễm My. Người ta nói con ở Bến Tre, Châu Đốc, Vũng Tàu, Bình Dương. Chỗ nào, tôi cũng đi. Dù hy vọng nhỏ nhất, tôi thuê người tìm, nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ nhưng vẫn không có thông tin gì. Có lúc tôi bất lực, mệt mỏi. Tôi bệnh và nằm cả tháng trời, nhưng tôi nghĩ rằng nếu mình mất đi sẽ không gặp được con. Tôi phải đi tìm con. Nhắc chuyện gia đình, bà Mai cho biết, vợ chồng có 2 đứa con, Diễm My là chị, dưới có 1 em trai, cả nhà chung sống hạnh phúc. Kể từ khi My mất tích, em trai My suy sụp tinh thần, được cha mẹ động viên, em mới cố gắng thi đỗ đại học. Giờ đây căn nhà khang trang ấy thiếu vắng bóng hình một thành viên. My là người con ngoan ngoãn hiếu thảo, thế mà lần cuối cùng về nhà, tôi thấy con khang khác. Nó cần tiền hơn, thường xuyên xin tiền mẹ. Tôi có tạo cho con việc làm ở công ty gia đình và trả lương hàng tháng. Trước đó My chẳng bao giờ xin tiền mẹ vì chúng tôi đã lo cho con khá đầy đủ. Lúc My bỏ đi, con bé có khoảng 40 triệu đồng. Một lần, khi xem đoạn clip trên YouTube, bà thấy Diễm My nói về cha mẹ với những lời lẽ chưa đúng. Bà vô cùng xót xa. Suốt thời gian qua, động lực duy nhất tìm kiếm con là tình yêu thương vô bờ bến của người mẹ. Có những lúc bà Mai đã thất vọng, buồn bã, bế tắc. Không chỉ nghe ngóng thông tin tích cực, người mẹ cũng nhiều lần tiếp nhận dư luận từ cộng đồng mạng xã hội về những rủi ro, tình huống xấu nhất có thể xảy ra với Diễm My. Những lúc ấy, bà Mai phải tự trấn an, xóa tan những suy nghĩ tiêu cực mà tiếp tục con đường tìm kiếm. Lần gần nhất, vợ chồng bà Mai nhận được tin báo của ai đó với nội dung đã tìm được Diễm My. Tuy nhiên, khi gọi lại thì phát hiện chỉ là tin giả. 2 năm, đau lòng rất nhiều nhưng giờ chẳng biết làm sao nữa. Hiện tại vợ chồng tôi vẫn mong ngóng con từng ngày, chưa bao giờ nguôi hy vọng. Tôi muốn nói với con rằng mẹ Mai rất nhớ con, thương con, chờ con trở về. Với sự vào cuộc của cơ quan chức năng, tôi mong có thể nhận được câu trả lời rằng Diễm My bây giờ ở đâu và sinh sống như thế nào, bởi họ là hy vọng cuối cùng trên con đường tìm kiếm con gái của tôi. Bà Mai bật khóc. Ngày 31 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đức Hòa, Long An ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự xảy ra tại tỉnh Thất Bồng Lai. Ngày 4 tháng 1, nhận tin báo về nhóm người nhận tiền từ thiện có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan điều tra bắt quả tang và tổ chức khám xét nhà bà Cao Thị Cúc, sinh năm 1960, chủ tỉnh Thất Bồng Lai. Ngày 5 tháng 1, cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với 4 người ở tỉnh Thất Bồng Lai gồm Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương để điều tra tội danh này. Tháng 2, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đức Hòa có quyết định chuyển vụ án tỉnh Thất Bồng Lai đến Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Ngày 12 tháng 5, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An khởi tố bị can đối với bà Cao Thị Cúc để điều tra cùng tội danh với nhóm người ở tỉnh Thất Bồng Lai. Ngày 16 tháng 5, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An thông báo chính thức về việc truy tìm Diễm My. Ngoài thường trú ở thành phố Hồ Chí Minh, Diễm My từng ở địa chỉ 191A ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, hay còn gọi là tỉnh Thất Bồng Lai.